Trung tâm Chất độc Thủ đô Quốc gia của Mỹ, sau khi hai nạn nhân bị nhện nâu cắn, họ đã mắc bệnh hiếm gặp khiến hệ thống miễn dịch tự phá hủy các tế bào hồng cầu trong máu. Trường hợp đầu tiên, một người đàn ông 30 tuổi đến bệnh viện vì buồn nôn, đau cơ và có vết thương đau ở vai trái. Trong trường hợp khác, một phụ nữ 28 tuổi đến khám vì đau thắt lưng dữ dội, cả hai đều có những vết thương kỳ lạ. Trên vai trái của người đàn ông có hình dạng nhỏ bất thường, một bên có vảy đen, còn ở trên lưng của người phụ nữ có hình dạng lớn hơn, cả hai đều đau khi bị chạm vào. Trong cả hai trường hợp, các bác sĩ nhận thấy lòng trắng mắt của bệnh nhân có màu vàng. Tình trạng này được gọi là vàng da củng mạc, là do sự tích tụ của một sắc tố gọi là bilirubin trong máu được tạo ra khi các tế bào hồng cầu bị phá hủy. Dựa trên xét nghiệm máu, cả hai bệnh nhân đều được chẩn đoán mắc một tình trạng gọi là thiếu máu tán huyết tự miễn dịch ấm, thứ khiến hệ thống miễn dịch của họ phá hủy các tế bào hồng cầu. Trong cả hai trường hợp, xuất hiện tình trạng losoceles có hệ thống, một phản ứng toàn thân đối với vết cắn của loài nhện độc Losoceles reclusa. Theo Trung tâm Chất độc Thủ đô Quốc gia của Mỹ, mặc dù vết cắn của nhện nâu có thể không đau, nhưng vết cắn có thể bị ngứa, đỏ và viêm ngay sau khi vết cắn xảy ra. Cuối cùng, nó có thể trở nên đau hơn, sẫm màu hơn và tạo thành vết phồng rộp. Vết cắn cũng có thể gây hoại tử hoặc chết mô xung quanh vết cắn và cuối cùng có thể tạo thành một thứ giống như vảy đen. Theo Trung tâm Chất độc Thủ đô Quốc gia của Mỹ, vết cắn của nhện nâu rất khó chẩn đoán. Các bác sĩ chẩn đoán dựa trên tiền sử và triệu chứng của bệnh nhân nếu họ có. Các bệnh nhân kể trên đã được điều trị bằng truyền dịch tĩnh mạch và corticosteroid giúp ức chế hệ thống miễn dịch. Cả hai cũng được truyền máu và cuối cùng đã hồi phục đủ để xuất viện. Một số người mắc bệnh thiếu máu tán huyết tự miễn phải dùng thuốc điều trị ung thư máu có thể có tác dụng phụ nghiêm trọng nếu corticosteroid không có tác dụng và một số người thậm chí có thể phải cắt bỏ lá lách. Nhện màu nâu, một loài nhện nhỏ sống ở một số vùng của nước Mỹ nhưng phổ biến nhất là ở Texas, Missouri và Illinois. Chúng rất hiếm và 90% trong số chúng không gây ra bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào. Hiệp hội các trung tâm kiểm soát chất độc của Mỹ đã báo cáo vào năm 2019, trong số 802 trường hợp bị nhện nâu cắn, chỉ có 24 người có phản ứng nghiêm trọng và không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.